Các bạn, nếu như các bạn có một chiếc TV màn hình LED bị hỏng hay một chiếc máy tính bị hỏng thì lưu ý các bạn đừng vội vứt đi ngay hoặc bán cho đồng nát, vì chúng ta có thể tận dụng chiếc máy tính hỏng, màn hình máy tính hỏng để làm nhiều việc có ích hơn. Thực ra để tận dụng thì chúng ta có thể thay mới một chiếc màn hình, nhưng mà chi phí theo tôi thì nó như vậy là quá cao. Bởi vì sao? Đây là một cái màn hình máy tính. Sau khi hỏng thì chúng ta có thể sử dụng vào cái mục đích khác. Ví dụ tôi làm trong studio thì chi phí để mua một chiếc đèn nhỏ như này, các bạn có thấy một chiếc đèn nhỏ so với một cái màn hình như này, cái thay một cái màn hình này mất 1.8 triệu, trong khi tôi mua một cái đèn như vậy như này là 1.7 triệu. Cái đây là cái đèn led để quay phim các bạn nhé, và đây là một cái đèn flash để chụp ảnh. Cái đèn flash này thì cũng có giá là 2.2 triệu. Nhưng mà để quay phim chụp ảnh đẹp thì chúng ta nên sử dụng cái đèn led cỡ rộng. Tại vì sao? Cái đèn led nó sẽ không có bóng, không bị đổ bóng. Vì vậy tôi đã tận dụng chiếc màn hình máy tính hỏng này để làm một chiếc đèn led cỡ to để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để có thể sử dụng một chiếc màn hình hỏng vứt đi, bán đồng nát, không đáng bao nhiêu tiền mà sửa lại rất là nhiều, lại có thể sử dụng làm đèn, cái đèn led để chụp ảnh, quay phim rất là đẹp, và cũng có thể để chiếu sáng khu làm việc của bạn. Để sửa cái màn hình máy tính này thành một chiếc đèn led, cái dụng cụ duy nhất chúng ta cần chỉ là một cái tô vít hoặc cái bút tử điện. Trước tiên chúng ta lật cái mặt của máy tính xuống, rút hết điện ra và dùng cái tô vít để tháo những con ốc này ra. Sau khi tháo ốc ra thì bạn thấy ở trong cái màn hình máy tính hoặc TV rất đơn giản, nó không có gì, chỉ có 3 cái mạch điện từ rất là nhỏ như vậy, còn lại là nhựa. Việc của chúng ta là cứ để nguyên các mạch điện như này cũng được, hoặc chúng ta có thể tháo bớt cái nguồn điện ra, cái mạch ra, cái qua cái duy nhất chúng ta cần giữ lại là cái dây của cái đèn led đây thôi ạ, và cái dây để nguồn điện vào. Nếu như là thợ chuyên nghiệp thì bạn có thể mua một cái con chở để kết nối cái đèn, cái nguồn của nó, để cho cái mạch này nó sẽ tự động tắt hoặc mở khi mà chúng ta cần. Nhưng vì hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách đơn giản nhất, vì đa số chúng ta đều không phải là thợ điện, chúng ta sẽ không có những cái dụng cụ để đo đầu điện và đo điện áp, đo dấu vôn. Vì vậy chúng ta cứ để giữ nguyên các mạch dây điện như này, chúng ta không cần phải cắt hay tháo cái gì cả. Việc duy nhất là chúng ta chỉ gỡ bỏ cái màn hình máy tính ra thôi. Để tháo được cái màn hình vỡ ra, chúng ta cũng chỉ cần cái thước tô vít một cạnh như này, chúng ta gậy cạy theo cái viền của cái màn này để đẩy cái tấm kính bị vỡ lên. Đây các bạn thấy cái tấm kính của màn hình của tôi bị vỡ, nó vỡ rất nhỏ thôi nhưng mà cũng không dùng được nữa, mà cũng không nên thay mới. Đây chúng ta có thể, sau khi chúng ta phải ở dưới tấm lớp đen này nữa thì có một tấm kính nữa. Đây ở trong bị vỡ đây ạ. Đây là chính là cái tấm tản màu sắc. Hai tấm này chúng ta rất là dễ vỡ, cũng giống như cái màn hình ốp của điện thoại ạ. Ở trong sau hai cái tấm này nữa thì chúng ta sẽ có thấy thêm ba cái tấm kính, ba cái tấm nhựa màu trắng. Ta có thể bỏ ba cái tấm trắng này ra để cho cái màn hình led nó sẽ sáng hơn. Đây là cái phần màn hình led các bạn nhé. Cái màn hình led của cái máy tính TV thì cái ánh sáng của nó sẽ tốt hơn là những cái led mà chúng ta hay mua ở ngoài. Vì vậy chúng ta tận dụng cái này làm cái đèn led rất là tốt. Sau khi lắp lại màn hình máy tính thì chúng ta tiếp theo là sẽ kết nối cái nguồn của máy tính. Đây là cái dây nguồn cũ của nó các bạn nhé, chúng ta kết nối lại. Sau khi kết nối nguồn, chúng ta dùng cái dây HDMI để cắm vào ổ, một đầu cắm vào cái màn hình máy tính bị hỏng, còn đầu còn kia chúng ta có thể cắm vào cái cây của máy tính hoặc cắm vào một cái TV màn hình LED khác để lấy nguồn. Như lúc trước tôi đã giới thiệu với các bạn là chúng ta có thể đấu lại cái mạch điện cho cái chiếc màn hình này có thể tự động tắt mở bằng cái nút power. Đây, nút power đây ạ. Nhưng vì là tôi không có cái các thiết bị đo điện trở và cũng không có cái con trỏ điện để đấu lối, vì vậy tôi đã dùng cái cách tự nhiên và không phải dùng cái thiết bị gì cả, chỉ là cái dây HDMI và cái đầu nguồn của cái màn hình. Bây giờ tôi sẽ bật thử cho các bạn xem ạ. Đây các bạn nhé,
Sau khi mà kết nối thì tôi đã được một chiếc màn hình đèn LED rất là sáng. Chúng ta có thể dùng chế đèn LED này để chụp ảnh sản phẩm, hoặc bạn cũng có thể, nếu bạn có một bức tranh nào đó, các bạn cũng có thể đặt lên đây và nó sẽ sáng như này ạ. Nó sẽ là một cái bức tranh gia đình. Nếu như bạn muốn làm một cái bức tranh chiếu sáng hoặc là để chụp ảnh sản phẩm. Và cái hay của cái chiếc kết nối này là khi bạn tắt mở thì bạn có thể bấm vào cái màn hình TV hoặc là màn hình máy tính. Chúng ta tắt thì màn hình này cũng tắt. Chúng ta khi chúng ta bật thì cả hai cái cũng đều sáng. Đây các bạn sẽ thấy, đây là màn hình của chúng ta. Và khi chúng tôi tắt, nó sẽ tắt theo. Giờ bạn sẽ thấy là cái ánh sáng của cái đèn LED rất là đẹp, rất là đều. Chúng ta chụp ảnh rất là sáng và không bị bóng. Một cái điều tối kỵ nhất khi mà chụp ảnh sản phẩm là sản phẩm phải sáng đều, rõ nét và không bị bóng. Vậy tại sao chúng ta lại vứt đi những chiếc màn hình cũ mà không sử dụng nó